Thưa quý vị, hôm qua, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thạnh Quế. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh thông tin đến cử tri về những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những nỗ lực của thành phố nói chung và của huyện Vĩnh Thạnh trong công tác phòng chống dịch nhằm góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cử tri xã Thạnh Quế đề nghị các cấp hỗ trợ máy tính, máy in cho các ấp để thực hiện tốt hơn công tác rà soát, lập báo cáo phòng chống dịch. Đề nghị thanh toán chi phí test nhanh vào quỹ bảo hiểm y tế cho người lao động, xử lý các trường hợp được bố trí tái định cư tại khu dân cư Thạnh Mỹ mở rộng nhưng không tái định cư, bưu điện huyện Vĩnh Thạnh để nhanh tiến độ giao căn cước công dân cho người dân.